365 ngày cùng các thánh học trường Giê-xu. Ngày thứ 144. Lời Chúa Giê-xu trong Tin mừng Gioan, chương 3, câu 16. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Lời Thánh Maria Magdalena de Pazzi. Lạy Chúa, Chúa Giê-xu của con, đấng tình yêu không được các thụ tạo nhận biết và yêu mến. Giả như con có một giọng nói đủ to và đủ mạnh để khắp nơi trên trần gian có thể nghe được, thì con sẽ gào thật lớn để cho mọi người nhận biết, yêu mến và tôn vinh tình yêu này như một sự thiện độc nhất khôn lường. Học với Chúa Giê-xu. Yêu thương chính là bài học của chúng ta ngày hôm nay trong ngôi trường Giê-xu. Bản chất của Thiên Chúa là yêu thương. Vì yêu thương, Ngài đã tạo dựng con người và cho con người được sống hạnh phúc với Ngài. Cả khi con người phạm tội, Thiên Chúa cũng không bỏ mặc, nhưng đã sai Con một của Ngài xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Nơi Đức Kitô, Thiên Chúa muốn bày tỏ tình yêu đến cùng của Ngài cho con người. Tình yêu ấy được trao ban một cách quảng đại và nhưng không, để con người nhận biết khuôn mặt đích thực của một vị Thiên Chúa tình yêu. Nhờ đó, con người dám tin tưởng và phó thác cuộc đời mình hoàn toàn cho Ngài. Là con cái Chúa và là anh chị em của nhau, chúng ta được mời gọi sống yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Một cách cụ thể, yêu thương là dấn thân phục vụ, là quên mình để sống vì tha nhân. Như lời cầu nguyện của Thánh Maria Magdalena de Pazzi. Lạy Chúa, Chúa Giê-xu của con, đấng tình yêu không được các thụ tạo nhận biết và yêu mến. Giả như con có một giọng nói đủ to và đủ mạnh để khắp nơi trên trần gian có thể nghe được, thì con sẽ gào thật lớn để cho mọi người nhận biết, yêu mến và tôn vinh tình yêu này như một sự thiện độc nhất khôn lường. Chúng ta hãy sống tâm tình biết ơn đối với Thiên Chúa và cầu xin Ngài ban cho chúng ta một trái tim biết yêu thương để chúng ta trở thành chứng tá sống động cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng trần thế hôm nay. Nhờ đó, mọi người nhận biết, yêu mến Thiên Chúa và tiếp tục trao ban tình yêu của Ngài cho tha nhân. Lạy Chúa Giê-xu, xin đổ đầy tình yêu của Chúa trong con, cho con biết yêu Chúa và yêu người
như Chúa đã yêu con. Xin cho con biết tha thứ những sai phạm và những khuyết điểm nơi người khác, biết quan tâm và sẻ chia những khổ đau của anh chị em con. Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa của tình yêu, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Maria Magdalena de Pazzi, xin cầu cho chúng con. Hồn sống với Chúa Giêsu. Hôm nay mời bạn và tôi tập sống yêu thương đối với Thiên Chúa và tha nhân. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta hãy dâng lên Chúa một lời tạ ơn vì Chúa ban cho chúng ta một ngày sống mới để yêu thương. Chúng ta cũng hãy đến với tha nhân bằng cách làm một điều tốt cho họ. Bạn suy nghĩ xem, ai đang là người làm cho tôi cảm thấy dễ bực bội, khó chịu? Hãy đến với người đó để trao cho họ một nụ cười, làm cho họ một việc tốt. Lạy Chúa xin ban bình an trong lúc thương đau, bình an trong phút khổ sâu, bình an cho thế giới bất bình, giao tranh và nhiều đổi thay. Bình an, bình an, bình an, chúng con khát khao nhận bình an của Chúa. Bình an, bình an, bình an.
trong lúc thương đau, bình an trong phút cô sầu, bình an cho thế giới bấp bênh, giao tranh và nhiều đổi thay. Bình an, bình an, bình an, chúng con khát khao nhận bình an. Để thế giới được bình an, để thế giới được bình an.